Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Và đến hẹn lại lên thì Nhật An và anh Diệu lại tiếp tục những chuyến hành trình rong ruổi của mình khắp các tỉnh ở miền Nam để có thể giới thiệu đến quý vị những công trình thật là đẹp. Và hiện tại thì em và Diệu sẽ ghé thăm công trình của nhà anh Nguyễn Văn Vân. Và trong hành trình rong ruổi đó thì ngày hôm nay anh Diệu và Nhật An đã có mặt tại chân thành của Bình Phước. Phải nói là Bình Phước là một trong những tỉnh thành mà Mắt Hôm đã thiết kế và thi công vô số công trình. Cứ 1-2 tuần thì chúng ta lại có một số công trình để đến tham quan và review. Và từ nãy giờ khi mà chúng ta đến với gần khu nhà của anh Vân thì có một cái cảm giác mà Diệu lúc nãy cũng đã bật lên ha, cảm giác đó chính là ở đây cảm giác rất là yên bình ha, yên tĩnh, mọi thứ cảm giác là nó rất là đẹp và nó hài hòa hay nào á Diệu ha. Và còn có một cái cảm giác nữa là ở đây còn rất rất là đẹp khi mà anh An thấy là cả một con đường rộng rãi như thế này và xung quanh thì rất là nhiều cây, nhiều hoa, mang đến một cái luồng sinh khí rất là dễ chịu. Vậy thì không biết là căn nhà của anh Vân sẽ đẹp như thế nào giữa một cái khung cảnh như thế này. Bây giờ hãy nhanh chân theo chân An và Diệu chúng ta tiến gần đến công trình của nhà anh Vân nhé. Với công trình của chủ đầu tư Nguyễn Văn Vân ở Bình Phước thì chúng tôi đã kết hợp khi khảo sát trực tiếp khi ký hợp đồng thiết kế, lấy các ý kiến của chủ đầu tư về công trình và đo đạc khảo sát địa chất một cách kỹ lưỡng. Sau đó thì đã lên trong cái quá trình thiết kế, chúng tôi đã lên được phương án móng hợp lý cho gia đình. Và ở đây thì chúng tôi đã vì cái địa chất nó đất khá là ổn định, chúng tôi đã lựa chọn phương án móng băng đa phương bằng bê tông cốt thép để có thể đảm bảo việc truyền tải trọng lượng của cả ngôi nhà xuống nền đất một cách đều và hợp lý. Ngoài ra ở trong công trình nhà anh Vân thì chúng tôi đã sử dụng các vật liệu hoàn thiện khá là tốt, và đặc biệt nhất là chúng tôi sẽ sử dụng là sơn giả đá. Với sơn giả đá này có mang lại rất nhiều là ưu điểm cho chủ đầu tư. Đầu tiên là về chi phí, và cái tiếp theo là về cái tính thẩm mỹ, độ sang trọng rất là cao. Và sơn giả đá thì có thể được thực hiện ở trên mọi góc của công trình, kể cả những cái góc tròn và những nơi mà khó có thể sử dụng đá cẩm thạch hoặc là đá tự nhiên để có thể thi công được. Công trình nhà anh Vân thì chúng tôi làm hoàn thiện tiến độ rất là chuẩn xác. Cả công trình nhà chính và sân vườn chúng tôi đều hoàn thiện ở trong vòng 4 đến 5 tháng là xong và bàn giao lại cho chủ đầu tư. Và tiến vào bên trong thì đây chính là công trình phải nói là rất là đẹp của nhà của anh Vân luôn. Và một cái mẫu nhà cũng rất quen thuộc với tất cả những ai là fan ruột Mắt Hôn đúng không nào. Một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật với phong cách hiện đại. Cảm giác đầu tiên khi mà Diệu bước vào và ngắm nhìn căn nhà của anh Vân là như thế nào? Đó chính là một cái cảm giác bình yên xuyên suốt từ dọc đường đi cho đến khi mà chúng ta bước chân vào khuôn viên luôn. Bởi vì sao? Bởi vì hiện lên là một cái ngôi nhà mà nó sử dụng toàn là những cái màu sắc mà dịu mắt nè. Và đây cũng là những cái màu sắc rất là nịnh mắt người xem nữa. Đúng rồi, Diệu nhắc đến màu sắc thì anh phải hoàn toàn đồng ý luôn. Bởi vì đây là một công trình mà anh cảm giác là cách phối màu cảm giác là rất là khó gu nhé. Không phải lựa chọn cái tông màu nó quá là chói, ví dụ là kể cả màu ghi hay là màu vàng thì quý vị thấy là cũng là vàng nhạt. Cho nên là tạo cảm giác nó rất dễ chịu chúng ta ngắm nhìn. Dù cho có những ngày anh tin chắc là trời nắng á, nếu mà chúng ta nhìn một căn nhà mà Diệu có đồng ý rằng nó màu sắc nó loè loẹt, nó sặc sỡ quá, nhìn nó rất là bị rối đúng không nào. Nhưng riêng với công trình này cái màu nó phơn phớt và có thể pastel một chút xíu nhưng sẽ tạo cảm giác rất là dễ chịu chúng ta luôn ha. Cái đó là bàn về màu sắc. Còn viên về vật liệu thì anh cũng thấy là được sử dụng rất là đa dạng. Quý vị có thể thấy là ví dụ ở đây chúng tôi sẽ ốp granite nè, có tông là màu đen vân loang rất là đẹp ha. Rồi một số khu vực ở đây anh thấy là sơn giả đá này Diệu, cũng như là ở đây ốp đá trang trí cũng rất là bắt mắt luôn. Phải nói rằng là về phương diện màu sắc hay là việc sử dụng các vật liệu trang trí thì đều được tính toán rất là kỹ lưỡng. Và nếu như mà chúng ta vẫn đang băn khoăn
là không biết trong tương lai xây nhà xong thì nên lựa chọn những cái màu sắc cũng như là vật liệu ra sao, thì quý vị hoàn toàn có thể tham khảo ở công trình này. Bởi vì chúng tôi cam kết rằng là với cái việc mà sử dụng những cái gì đang có ở đây á, chắc chắn rằng là trong thời gian tương lai xa nữa thì nó vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ và không có lỗi thời đâu. Đúng rồi, và đa phần các vật liệu flat ở đây đó quý vị, thì ví dụ là cái việc vệ sinh nó nhiều, nó cũng rất là dễ dàng luôn ha. Tức là chúng ta chỉ cần lau chùi thôi là nó sẽ không có bị bám rong rêu nè. Cho nên là ốp ở bên ngoài rất là đẹp luôn. Và sẵn tiện từ bây giờ thì chưa nói về kích thước thì Nhật An cũng xin cung cấp cho quý vị về kích thước của công trình. Đó chính là công trình của nhà anh Vân sẽ có chiều dài là 16,5m, chiều rộng là 9,3m. Tổng diện tích sử dụng của cả hai tầng ăn cộng lại được tầm khoảng 210m. Và về chiều cao đi, thì nếu như mà chúng ta tính từ cốt khung không là cốt sàn nè, lên đến đỉnh mái sẽ là 10m, chiều cao của tầng 1 là 3,9m và chiều cao của tầng 2 là 3,6m. Với những cái kích thước này cộng với kích thước chiều ngang, chiều rộng và diện tích sử dụng anh em vừa chia sẻ, thì chúng ta thấy được tổng thể một công trình nó đang đối hài hòa, và nó cũng là cái ưu điểm của những công trình mái Nhật nữa. Và từ bây giờ thì dành lời khen rất là nhiều cho công trình chính rồi. Còn bây giờ có lẽ anh sẽ nói một chút xíu đến cái phần sân cũng như là phần tường bao, phần cổng rào, để quý vị có thể thấy là qua những cái thước phim bay flycam thì công trình của nhà anh Vân là công trình phải nói là rất là hoàn chỉnh ha. Tức là gia chủ có sự đầu tư rõ ràng. Quý vị thấy là những khu vực ví dụ trồng cây chẳng hạn thì anh thấy cũng có một số loại cây nhỏ nhỏ này chịu. Một thời gian nữa khi mà nó phát triển lên thì chắc chắn cũng mang đến mảng xanh ha. Rồi chưa kể là phía bên này nữa nè ha, là chúng tôi còn có nguyên một cái khu vực để có thể làm một không gian phụ. Theo chia sẻ của gia chủ ở Diệu thì sau này gia đình có thể làm một cái bếp phụ ở đây để có thể là làm những cái buổi tiệc đón bạn bè hoặc thành viên gia đình. Có thể thấy là cái khoảng sân này thì nó kết nối lại với nhau và nó tạo thành một cái khoảng hình chữ L, có nghĩa là phía trước thì cũng có khoảng sân rộng rãi và bên hông ở bên đây thì cũng có một khoảng sân rộng rãi nữa. Và hai cái khoảng này thì nó sẽ kết nối trực tiếp với lại sảnh chính cũng như là sảnh phụ nè, cho nên nó tạo ra được một cái lối di chuyển cũng rất là thoải mái. Và em nghĩ vào những cái ngày như là chúng ta có dịp lễ nào, hoặc là Tết nào, hoặc là gia đình có đám tiệc đó, thì cái khoảng sân này rất là lý tưởng để chúng ta có thể đặt rất là nhiều bàn ghế luôn mà không có cần phải đi ra nhà hàng. Và từ bây giờ phải nói là dành rất là nhiều lời khen cho công trình từ phía bên ngoài ngoại thất rồi. Vậy thì An tin chắc là nhiều quý vị cũng đang tò mò là nội thất bên trong sẽ được thiết kế như thế nào. Không chần chờ gì nữa, hãy cùng Thế Chân và Diệu vào bên trong nhé. Tiến vào bên trong thì không gian đầu tiên đó sẽ là không gian phòng khách với diện tích là 25m², một cái diện tích cũng vừa đủ thoải mái để chúng ta bố trí phòng nạp đúng không nè. Và bước vào không gian này thì em thấy là mọi thứ như là bừng sáng lên, có lẽ là bởi vì chúng ta thấy là xung quanh thì đều là những cái gam màu mà có khả năng bắt sáng nè. Thêm vào đó là cái việc mà kết nối trực tiếp với cửa đi dẫn ra phía trước, mà cửa lại là cửa nhôm hệ sinh phai kết hợp với kính nữa, rồi có thêm ô cửa sổ ba cánh ở đây. Đúng rồi, cho nên là cái không gian quý vị thấy là rất là thoáng luôn ha. Và đây là một cái điều rất là quan trọng cho cái việc mà chúng ta phải thiết kế trên không gian phòng khách. Bởi vì đây là không gian chúng ta thường xuyên tiếp đón khách, hoặc là thậm chí gia đình của chúng ta sinh hoạt ở đây rất là nhiều, mà chúng ta không bố trí để cho nó thoải mái thì thật sự là sẽ cảm giác rất là khó chịu khi mà chúng ta sinh hoạt đúng không nào. Cho nên là với căn nhà của anh Vân là cực kỳ là thoải mái luôn nhé. Về nội thất cơ bản thì quý vị thấy là được trang bị quá là tiện nghi. Ở đây là có một sofa góc nè ha, rồi một chiếc bàn trà, hai chiếc ghế đôn nhỏ, bên đây kệ tivi, và phía sau thì chúng tôi sẽ kết hợp luôn là không gian thờ, kèm theo đó là những cái vách lam gỗ này nhiều ha, cho nên là tạo cảm giác cho nội thất của căn phòng nó rất là đầy đủ nhưng mà vẫn rất là thoáng về mặt không gian đúng không? Dạ, và có một cái nữa ở không gian này đó chính là khu vực trần. Thì ở đây là trần được thiết kế Nhật cấp, một cái thiết kế mà phải nói rằng là có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là về mặt thẩm mỹ đúng không anh, và thứ hai là xét về khía cạnh phong thủy thì nó còn giúp tích tụ vượng khí nữa. Và ở những cái khu vực này chúng ta thấy là cái gam màu cũng rất là trang nhã. Đúng rồi, sẽ kết hợp hai tông màu đó quý vị, có tông màu trắng nè và có một tông màu là màu kem nhạt ha. Cho nên là thật sự nếu mà chúng ta nhìn sơ thì có lẽ nó cũng không khác màu trắng lắm đâu. Nhưng mà nếu một ai mà họ quan sát kỹ thì sẽ thấy là có đến hai cái tông màu trên một cái trần, thì cũng tạo cảm giác là gia chủ rất là đầu tư và cảm giác là kiến trúc sư cũng rất là tỉ mỉ trong quá trình thiết kế để cho nó khác biệt hơn một chút xíu. Và đó chính là về không gian đầu tiên, bây giờ chúng ta cùng nhau đến không gian tiếp theo nhé. Và bước vào không gian này thì đây sẽ là phòng ngủ, và khu vực sinh hoạt riêng này thì sẽ được thiết kế với diện tích là 19m². Phải nói là một cái diện tích cũng rất rất là rộng rãi luôn quý vị, cực kỳ là thoáng luôn ha.
Và bước vào bên trong thì quý vị có thể thấy là nội thất cơ bản đã được đặt nè. Ví dụ là ở đây là một chiếc giường siêu to khổng lồ, ở phía bên kia là một tủ quần áo cũng rất là đẹp nữa. Và căn phòng phải nói là rất là thoáng đúng không Diệu? Là nhờ vào rất nhiều những vị trí cửa sổ, ví dụ là hai bên đầu giường là quý vị thấy là hai ô cửa sổ nhỏ. Và ngay vị trí của An ở đây là cửa sổ ba cánh nè, để mà chúng ta sẽ mở ra cái phần sân trước cực kỳ là thoáng luôn. Phải nói rằng là phòng ngủ là nơi mà chúng ta dành rất là nhiều thời gian trong ngày, bởi vì một cái giấc ngủ tiêu chuẩn đó là 8 tiếng rồi. Bởi vậy cho nên là khi thiết kế căn phòng này thì bao giờ các kiến trúc sư của Home cũng rất là quan trọng đến cái vấn đề là làm sao để có thể đảm bảo được một cái không gian thông thoáng nè, và nó không có bị tối tăm hay là bít kín. Và khi mà bước vào căn phòng này thì tất cả cái yếu tố, những cái vấn đề đó đã được đáp ứng, và em cảm thấy là một cái không gian nó rất là dễ chịu. Đúng rồi, và lúc nãy ở ngoài phòng khách thì chúng ta đã bàn về phần trần rồi, thì đó là không gian chung. Vậy thì phần trần của không gian riêng thì sẽ như thế nào? Quý vị có thể nhìn lên trên, quả thật là không gian riêng thì nó vẫn có cái gì đó nó nét riêng hơn. Diệu có thể thấy là sẽ có một cái thiết kế cũng là trần giật cấp, tuy nhiên ở ngay chính giữa thì sẽ có trang trí những cái hình vuông, nó khác biệt một chút xíu so với không gian phòng khách lúc nãy, cho nên quý vị thấy nó cũng sẽ tạo nên cái nét thú vị riêng. Và tin chắc là mỗi căn phòng ngủ cũng sẽ có những cái nét biến tấu nhỏ nhỏ thế này. Mà anh An có công nhận là cũng là giật cấp, nhưng mà ở đây nó sẽ dễ chịu hơn bên ngoài phòng khách không? Phòng khách thì em có cảm giác là nó sẽ có cái phần sang trọng hơn, còn vào phòng ngủ thì đã tiết chế lại. Đúng rồi, và đây cũng là một cái điều mà quý vị thấy là thể hiện cái chất xám, hay tức là cũng là trần thôi, nhưng mà chúng ta biến tấu một chút xíu thì nó cũng tạo những không gian khác. Và từ nãy giờ anh nghĩ là nhiều quý vị cũng đang tò mò đến một không gian cũng cực kỳ quan trọng ở nhà, đó chính là bếp. Để thì bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá bếp nhé. Và tiến vào bên đây thì đây chính là khu vực phòng bếp ăn với diện tích là 13 m². Và như quý vị có thể thấy là ở đây là chúng tôi đã bố trí là một cái kệ tủ bếp hình chữ L nè. Anh thấy là cái kích thước nó cũng rất hợp lý và nó tận dụng được tối đa diện tích căn phòng đúng không vậy? Phải nói là 13 m² đó đang không phải là một cái diện tích quá lớn, nhưng mà khi mà em bước vào không gian này thì em phải nói là wow, sao có thể tạo nên một cảm giác rộng rãi như vậy. Bởi vì chúng ta thấy là với một cái hệ tủ bếp hình chữ L như thế này là có quá nhiều ngăn rồi, tha hồ mà để vào đây những cái nồi niêu son chảo hoặc là các cái đồ dùng vật dụng rồi gia vị, mà cái khoảng trống này chắc chắn là sẽ dư sức đặt vào đây một bộ bàn ghế ăn rồi. Đúng rồi, và theo chia sẻ của gia chủ đó quý vị, thì bởi vì căn nhà cũng bàn giao gần đây cho nên là hiện tại anh chị cũng sau này thì sẽ đặt một chiếc bàn ăn ở đây, là một vị trí rất hợp lý luôn ha. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây thì chúng ta sẽ lấy được sinh khí nhà nhà vào đây nữa. Đây chính là một cái vị trí cửa mở ra mặt bên của công trình nè quý vị. Đây là những cái vị trí cửa mà An và Diệu đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Nó sẽ là một cánh tay đắc lực trong việc sẽ đem thêm sinh khí, gió và ánh sáng vào bên trong. Cho nên là quả thật là căn nhà của anh Vân là phải nói là góc nào chúng ta đi cũng cảm giác rất là mát mẻ và thoáng đúng không nè. Và anh Diệu cũng xin phép chia sẻ thêm là quý vị sẽ thắc mắc là vậy chưa mua bàn ăn thì ăn ở đâu? Thì ăn ở bên cạnh đây ạ. Có một cái lối đi và dẫn ra bên đây thì khu vực sân cũng rất là rộng rãi như anh Diệu đã chia sẻ từ đầu. Và bên ngoài thì cũng đã có kê bộ bàn ghế rồi. Gia đình nấu nướng thì sẽ ăn uống ngoài đó cũng rất là mát. Và tầng 1 thì sẽ còn thêm một phòng ngủ nữa ha. Phòng ngủ sẽ được đặt ở vị trí này. Đây cũng là một căn phòng ngủ phải nói là rất là rộng rãi và mát mẻ. Vậy thì Diệu có thể chia sẻ mọi người biết là kích thước của căn phòng này diện tích là bao nhiêu được không? Phòng ngủ thì cũng có kích thước rất là rộng rãi nha, có diện tích là 17 m². Và khi mà bước vào căn phòng này thì trúng rồi, diện tích rộng rãi cho nên bước vào thoải mái là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, và đây chính là một cái ưu điểm của công trình nhà anh Vân nữa, đó chính là cách phân bố về mặt diện tích. Bởi vì nếu mà căn phòng ngủ mà nó quá là nhỏ thì thật sự công tâm mà nói chúng ta ngủ thì vẫn được thôi, nhưng mà đôi khi tạo cảm giác cũng không có dễ chịu. Còn ở đây khi mà tạo cảm giác thoải mái thế này thì chắc chắn sau ngày làm việc mệt mỏi trở về căn phòng thì sẽ rất là ngủ rất là ngon luôn. Và về hệ thống chiếu sáng thì ở đây là những dãy đèn đao lai rồi, còn ánh sáng tự nhiên thì một lần nữa đó chính là phải nhờ vào hai ô cửa sổ ở đây cũng như là ô cửa sổ ba cánh ở này. Có một cái sự đồng đều giữa hai căn phòng ngủ đúng không Diệu? Cho nên là xét riêng về cái mặt thông thoáng và mát mẻ thì không căn phòng nào hơn căn phòng nào hết. Anh thấy đây cũng là cái hay ha. Em hoàn toàn đồng ý với lại ý kiến của anh An luôn. Và có một cái ưu điểm nữa ở những cái khu vực sinh hoạt riêng mà chúng ta vừa đi qua thì gạch được ốp lát lên đến trên cao luôn. Có phải nói là cũng ngang ngang với chiều cao của em là 1m6 rồi đó.
Rồi ở đây thì chúng ta thấy là gạch ốp lát như thế này thì rất là vệ sinh thẩm mỹ. Như là chúng ta có để những cái đồ dùng vật dụng nó va vào đó thì không có lo trầy hoặc là bong đất sơn. Thêm vào đó thì nó cũng là một trong những cái nhân tố mà giúp cho căn phòng này trở nên sáng hơn đó. Đúng rồi, và cái việc mà ốp lát gạch như thế này nè quý vị, thì nó sẽ được sử dụng cho gần như là toàn căn nhà luôn ha. Thì sẽ giúp căn nhà nhìn nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì đây chính là cái vị trí gọi là rất quan trọng luôn ha. Đó chính là nhà vệ sinh chung, nhà khu vực tắm chung của cả gia đình. Và chúng ta sẽ bố trí có một điểm đặc biệt, đó là gì? Là cái lavabo sẽ đặt ở bên ngoài như thế này. Với cái việc đặt lavabo bên ngoài vậy thì anh đánh giá là rất là tiện dịu, không đồng ý không? Hoàn toàn đồng ý, bởi vì đôi khi á, chúng ta có nhu cầu sử dụng nhá, ta muốn rửa tay nè thì di chuyển trực tiếp lại đây luôn, không cần phải bước vào trong, bởi vì khu vực sàn ở bên trong á, đôi khi nó sẽ bị ướt, vậy thì chúng ta đi vào chúng ta lại có cái cảm giác không có dễ chịu lắm. Vậy thì Diệu có thể giới thiệu mọi người ngay nhà vệ sinh ở trong được không? Rồi, đây chính là khu vực nhà vệ sinh và nhà tắm chung ở tầng 1. Bên trong thì chắc chắn rồi, vẫn sẽ có những cái khu vực cơ bản như là toilet nè, sân tắm đứng, và cái khoảng diện tích cũng rất là rộng rãi. Trong thiết kế nhà vệ sinh thì chúng tôi đã chia sẻ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đây là cái khu vực ẩm ướt thường xuyên sử dụng nước, vậy cho nên là chắc chắn 100% ở công trình nào cũng phải hạ có sàn hết, bởi vì nếu không á, nước nó tràn ra bên ngoài thì sẽ rất là bất tiện. Và cuối cùng thì đó chính là cái lối cửa ở đây nè quý vị. Đây chính là lối cửa hậu mở ra phía sau công trình. Vậy là tổng cộng là nhà của anh Vân là có đến 3 lối cửa, 3 lối tiếp cận: cửa chính, cửa mặt bên và cửa hậu phía sau. Một thiết kế cực kỳ là hợp lý về cả công năng lẫn phương diện phong thủy luôn. Và đó là tổng quan tầng 1 của căn nhà. Bây giờ thì hãy cùng theo chân em Diệu tiến lên tầng 2 nhé. Và tiến lên tầng 2 của công trình nhà anh Vinh thì chúng ta sẽ tiến ra phía trước và chúng ta sẽ tham quan nhé. Ở đây thì sẽ là không gian phòng thờ với diện tích là 12m², một diện tích khá thoải mái. Và chúng tôi sẽ lấy ánh sáng và sinh khí là nhờ vào ô cửa sổ bên kia, và đặc biệt nhất đó chính là vị trí này. Một cái vị trí ban công lớn nhất của công trình nhà anh Vinh luôn. Và như quý vị có thể thấy là rất là thoáng. Và đây là một trong những khu vực mà đặt cái giàn hoa mà anh thấy là đúng với công năng nhất luôn đó Diệu. Tức là nhiều gia đình thì chúng ta chỉ đặt giàn hoa thôi, nhưng mà với công trình của nhà anh Vinh thì quý vị thấy là gia chủ đã treo luôn một số những cái hoa ở đây, rất là đẹp đúng không nè. Thấy không gian này đáng yêu quá anh An. Tưởng tượng mỗi sáng hoặc là chiều tối khi mà cả gia đình rảnh rỗi đó, ra ngoài đây chúng ta hóng gió hoặc là xem như là một cái khu vực sinh hoạt của cả gia đình thì rất là lý tưởng, tuyệt vời. Ở đây thì chúng ta sẽ làm cái lan can là kính cường lực ha, cho nên là nhìn nó có như không có, nó trong suốt và tạo cảm giác rất là thoáng. Ở đây thì anh phát hiện này Diệu có một cái cái bình để mà chúng ta tưới nước hoa luôn, chứng tỏ là gia chủ phải nói là rất là quan tâm đến cái việc chăm sóc cây hoa. Và An tin chắc rằng nếu mà chúng ta còn muốn á, chúng ta hoàn toàn có thể đặt thêm ở đây nè một số loại cây để mà nó ươm xanh cái khu vực này luôn thì rất là tuyệt vời ha. Và khi nào rảnh thì lại đây có vòi nước luôn, rồi có bình tưới luôn, chúng ta chỉ việc là thao tác thôi, một cái thú vui rất là tao nhã và thư giãn nha. Còn tiến ra phía bên này đi thì chúng ta sẽ đến với không gian cá nhân tiếp theo. Với phòng ngủ này thì không biết là diện tích là bao nhiêu về chiều. Căn phòng này thì được thiết kế cầm trục với phòng ngủ bên dưới, cho nên là sẽ có cùng kích thước luôn là 19m², và diện tích rất là rộng rãi. Và sẵn Diệu nhắc đến sự đồng trục thì chúng ta mới phát hiện là rõ ràng là căn phòng này nó không chỉ đồng diện tích đâu, mà cả về ví dụ vị trí cửa sổ nè, hay là cả nội thất luôn thì quý vị thấy là cũng sẽ rất là tương đồng với bên dưới. Tuy nhiên có một cái điểm mà em phát hiện khác một chút xíu, đó chính là phần trần. Và đây cũng là một cái điểm mà em chú ý, bởi vì khi mà chúng ta bước vào một cái không gian mà ở tầng 1 tất cả các khu vực chức năng trần đã được đầu tư rồi thì không thể nào mà bỏ qua tầng 2 được. Và khi mà nhìn thì chúng ta thấy vẫn là giật cấp, vẫn là những cái màu sắc như là trắng và màu kem, nhưng mà những cái họa tiết trang trí đã khác đi rồi. Ở bên dưới thì lúc nãy An nhớ là hình như là có 3 cái hình vuông, thì ở đây thì lại có những cái hình ngôi sao, rồi có những cái hình thôi trang trí rất là khác biệt, cho nên là đây cũng là sự thú vị riêng. Và rõ ràng là kiến trúc sư họ suy nghĩ đúng không nào, chứ không phải cái này là vô tình đâu ha, mà cái này là có sự tính toán ở đây, cho nên là những không gian nó sẽ có nét thú vị khác nhau. Còn bây giờ chúng ta đến những không gian cuối cùng của tầng 2 nhé. Và tiến ra phía sau thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng sinh hoạt chung với diện tích là 19m², một diện tích cũng rất là rộng rãi, thậm chí nó bằng với những căn phòng khách của nhiều căn nhà luôn rồi ha. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ đặt là một cái sofa góc rất là quen thuộc đúng không Diệu?
Và cái sofa này thì chúng ta thấy ở phòng khách rồi, cho nên là cái việc mà sử dụng như vậy thì cũng tạo nên được cái sự kết nối về mặt không gian giữa tầng 1 với lại tầng 2. Và ở không gian này thì một lần nữa phải nhắc đến vị trí của ly dẫn ra ban công. Ở đây thì anh thấy là nó tương đồng với cái vị trí của cái cửa phụ bên dưới. Tức là nếu mà bên dưới có một cái lối cửa để chúng ta mở ra cửa phụ có thể đi ra phần sân, thì ở đây chúng tôi sẽ có cái cửa mở ra ban công như thế này. Thì quả thật là đây là một cái lối để mà chúng ta lấy sinh khí vào rất là mát. Sau này những cái ngày mà anh nghĩ là đông người đó dịu, chúng ta tụ họp ở đây, mở cái cửa này kèm theo đó là ở đây nữa, ở cửa sổ ba cánh, thì chắc chắn luôn là dù đông như thế nào thì cũng rất là thoải mái. Phải nói là ban công là một cái thiết kế mà nó rất là có giá trị thư giãn luôn, đồng thời thì nó còn góp phần mang đến một cho chúng ta một cái gọi là cái đẹp cho tổng thể không gian nữa. Khi mà đứng ở bên ngoài nhìn vào á thì chúng ta thấy là cái công trình nó không có bị nhàm chán, bởi vì nó có những cái phần đưa ra nhất định thì như là một cái điểm nhấn cho công trình vậy. Còn tiến vào phía bên này thì chúng ta sẽ đến với phòng ngủ cuối cùng của công trình của nhà anh Vân nhé. Và căn phòng này thì sẽ được thiết kế với diện tích là 17m². Một diện tích cũng rất là rộng, rất là thoáng, tương đồng với căn phòng ngủ ở bên dưới. Vậy là phải nói là tất cả những căn phòng ngủ thì anh thấy đều có những cái điểm chung. Ví dụ là về những cái số lượng về cửa sổ nè thì nó cũng chung với nhau. Rồi thiết kế trần thì cũng đẹp như nhau. Và cái diện tích thì cũng sắp xỉ nhau, 17-19 nó không cách nhau quá xa. Cho nên là đây cũng là một cái thiết kế mà anh nghĩ là ví dụ tất cả thành viên gia đình dù sở hữu căn phòng nào cũng đều cảm giác thoải mái hết. Và vẫn như những căn phòng vừa rồi chúng ta đã xem thì ở phòng ngủ này có rất là nhiều cái ô cửa sổ để cho chúng ta có thể lấy vào ánh sáng sinh khí, là giúp cho cái việc sinh hoạt ngủ nghỉ thư giãn sẽ trở nên là dễ chịu hơn. Và không biết Diệu như thế nào nha, nhưng mà đối với An á quý vị, thì An luôn thích những căn phòng ở trên cao hơn. Bởi vì nếu mà trên cao á, thì khi mà chúng ta mở cửa sổ ra thì cái view thường thường nha là nó đẹp. Đúng rồi, chúng ta nhìn ra đi quý vị thấy là một cái mảng xanh của cây xanh rất là đẹp luôn. Cho nên là bản thân An thì luôn thích những cái nhà mà nó hơi có độ cao chút xíu. Cho nên là nhìn từ cái góc độ đó thì sẽ đẹp hơn nha. Còn cuối cùng thì chắc chắn rồi, một cái vị trí không thể thiếu được, đó chính là đây. Đây chính là vị trí nhà vệ sinh, nhà tắm chung dành cho cả gia đình sử dụng. Và có một cái ưu điểm của căn phòng tắm này hơn với căn phòng bên dưới một chút xíu, Diệu có phát hiện ra chưa? Đó chính là ở trong sẽ có thêm một cái bồn tắm nữa. Phải nói là gia chủ thì rất là đầu tư cho những cái khu vực sinh hoạt của mình. Việc mà có bồn tắm như thế này thì sẽ mang đến chúng ta một cái vị trí để thư giãn nè. Và cái việc tắm bồn thì cũng có rất là nhiều lợi ích, chẳng hạn như là giúp đun thông máu, giúp thải độc và mang đến chúng ta và có thể là vào những lúc mà chúng ta cảm thấy là stress thì cái việc tắm bồn cũng là hiệu quả. Và ở không gian này thì quý vị có thể thấy rất là thoải mái ha, và có đều có internet và sẽ có một cái ô thoáng để giúp không khí lưu thông, cũng như là có tiêu mặt trời để giúp là điều hòa không khí, giải quyết tình trạng tắm bồn. Vậy là Nhật An và anh Diệu vừa dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Vân ở Bình Phước. Một công trình hiện đại, mái Nhật 2 tầng, phải nói là rất là chỉnh chu từ ngoại thất đến nội thất luôn. Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích cái thiết kế của Móc Hôm, đồng thời là có nhu cầu thiết kế, thi công hoặc là cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh, thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể gọi đến các số hotline 096-445-8888 hoặc là 082-813-333, sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng giải đáp tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.